Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến. Hiện tại bây giờ em đang đi ra kiếm cô Phượng vô gia cư đó. Em đã có hẹn với người nhà sẽ cho hai bên gặp mặt với nhau. Thì bây giờ em cũng sắp sửa tới cái chỗ của cô Phượng rồi. Để coi cô Phượng có ở đây hay không. Hôm bữa thì có hẹn với cô Phượng là khoảng 4 giờ chiều, nhưng mà hôm nay em hơi tới trễ, hiện tại giờ là khoảng đâu 4 giờ rưỡi rồi. Mình quẹo qua đây đó là mình sẽ tới chỗ cô Phượng thôi. Để coi coi có gặp được cô Phượng không nha. Để em coi coi. Coi cô Phượng có ở đây không. Chết rồi. Có rồi, hên quá, có cô Phượng rồi. Bây giờ đã thấy cô Phượng ngồi ở đó rồi. Thì sẽ hoành qua đó để mà kiếm cô Phượng để mà cho người nhà nói chuyện. Em sắp sửa tới chỗ của cô Phượng rồi. Hồi nãy có thấy cô Phượng ngồi ở đằng trước. Bây giờ mình tới sẽ gặp người nhà. Hai cô Phượng khỏe không? Cô ăn ăn hả? Ăn mưa nước hả? Đây con đeo microphone vô cho cô nói chuyện với lại chị Bích Vân nha. Chết chà. Đây. Đang đeo vô cho con. Hôm nay con có hẹn với cô cho nói chuyện với cho chị Bích Vân á. Thì bây giờ con sẽ gọi chị Bích Vân. Hôm nay cô khỏe không? Khỏe hả? Coi còn nhớ mặt không nha. Chà, sao mất con ta? Yeah, em chào chị. Dạ. Cô Phượng đang ngồi ăn trước đây nha. Bây giờ chị chuẩn bị nói chuyện với cô Phượng nha. Dạ, em chào anh, em cảm ơn anh nhiều. Dạ, không có gì. Dạ. Để qua đây em đứng coi nha. Bây giờ cô Phượng nha. Dạ. Cô Út nhớ con không? Con là Trúc Vân nè, con của Hoàng á. Thấy cô rồi, thấy rồi. Tại sao vậy? Không thấy đường hả? Dạ. Không thấy đường. Cô nhớ con. Thấy rồi. Cô Út nhớ con không? Nhớ. Con là Bích Vân. Rồi thấy rồi. Dạ. Không có thấy đường hả? Thấy. Cô Út thấy con không? Thấy. Dạ nhưng mà cô Út có nhớ con, nhưng biết con không? Biết. Trời ơi, con gặp cô Út con không diễn tả được luôn. Hai năm trước con có qua Mỹ á cô Út. Dạ con tìm cô mà con không gặp, con ở đó 3 ngày luôn á. Như hả? Con ở ngay chỗ chỗ con dạ. Gặp họ, con đi tìm vòng vòng đó, con không biết cô ở đâu luôn. Như hả? Để con nghe mọi người nói là cô đi vòng vòng ở đó đó. Rồi cô bây giờ sao lại cô đi như vậy? Cô ở đây là tự vì cô đang tu. Cô đang tu tình độ. Đang giúp cho Đại Hiếu. Rồi bây giờ cái con lớn cô sao, rồi con nhỏ sao, cô đi mất, cô không hiểu gì hết á. Đây, Alex mất rồi. Rồi cái thằng bệnh nó mất thì con nói mà lớn sao mà nhỏ sao mất chị cô? Cái thằng nhỏ thì bị té cái đập đầu dưới đất. Cái nó tái sanh lại, rồi hai cái đầu tiên là nó tái sanh lại, nó bị xe đụng, thằng Út nó bị xe đụng nát óc. Dạ. Mình Mỹ anh nát luôn. Đúng rồi. Rồi nó tái sanh lại, rồi nó té một lần nữa đập đầu, nó mất nữa.
Dạ, là lúc đó năm nào vậy cô? Hả? Năm mấy năm rồi, không ai nhớ. Mà cô nhớ con không? Nhớ. Nhớ hồi nhỏ cô hay, con hồi nhỏ cô hay gửi tiền cho con, cô nhớ không? Nhớ. Hồi nhỏ gửi tiền. Dạ. Ở ở Long Xuyên. Đúng rồi, trời ơi, cô dạ. Con nhớ rồi. Cô nhớ ba con tên gì không? Hả? Cô nhớ ba con tên gì không? Biết Thanh Quán. Hay quá, hay luôn. Trời, bây giờ cô có muốn về Việt Nam không? Không, không có về. Cô đang tu, không có về được. Cô muốn về thì cô nhờ anh Lộc làm cho cô về. No, no, cô không về được. Rồi cô Hai Ngọc tìm cô Út nữa đó. Cô Hai Ngọc? Cô... Dạ, ở Canada. Ờ, à, đúng rồi. Chỉ đâu? Dạ. Chỉ đâu rồi? Ở Canada thì nó gần Mỹ, tại bây giờ nó đang dịch quá cô Út nên không có sang được. Bây giờ biết chị Hai Ngọc đang ở đâu không? Ở Canada. Nó đang ở Canada. Rồi vậy thôi. Ờ. Dạ bệnh không có sao. Dạ ba con với bác Hai nhớ cô Út lắm. Ờ biết rồi. Cô Út còn nhớ Hai bên không? À không có nhớ đâu. À biết rồi, Minh Ngọc phải không? Dạ đúng rồi. Rồi Heo Chính Hưng phải không? Dạ đúng rồi. Cô Út nhớ hết, còn ba con là Quang với ai? Cô Thập phải không? Không, ba con kìa, có vợ tên gì? Quang á, có vợ tên gì? Mẹ con tên gì? Trương Thị Ưng. Ôi, cô Út quá giỏi luôn, cô Út nhớ. Cả tướng rồi đứng hay chân nữa. Dạ. Rồi bây giờ là cô Út muốn như thế nào? Muốn như thế nào là sao? Không muốn đi về Việt Nam một chuyến thăm hơn. Không, cô không gì. Cô không có gì. Cô không. Dạ. Cô không đi. Không. Vậy cô để tiền cho chú Lộc cho nha. Dạ, ok. Dạ. Làm cái gì mà có tiền mà gửi để cho xài đi. Có, bây giờ con có tiền lắm. Hồi nhỏ con không có tiền nhưng mà giờ con lớn lên. Làm cái gì mà có tiền? Làm cái gì có tiền? Dạ, con đi, bây giờ con lớn rồi, con làm có tiền. Lấy tiền bệnh cho cô hay sao? Dạ. Bây giờ cô Út trong người cô Út thì cũng vẫn khỏe. Cũng khỏe. Dạ. Cô Út nhớ Thủy Chung không? Thủy Chung cũng nhớ, cũng nhớ. Thủy Chung với Thủy Lê. Thủy Chung, mình nhớ. Một đôi rửa. Dạ. Dạ. Vậy là Chung một đôi. Út nhớ. Ông còn nhớ là bà Mười không? Bà Mười bán cơm á. Biết, nhớ. Dạ. Ông bây giờ con mua nhà gần đó đó, cô Út. Đi hả? Dạ, con mua được 200 ở ngay vòng xoay Phú Lâm á, dưới ngay Hậu Giang. Như hả? Dạ. Rồi, đừng có nghe lời người ta. Dạ. Phải ráng lo cho bản thân của mình. Nha. Nghe dạ. Không? Dạ. Có dạ. Con chưa? Có con chưa? Dạ, con có hai đứa con là của Út, hai là con trai. Ráng mà lo cho hai đứa nhỏ. Ráng mà để dành tiền mà lo bỏ cho nhà băng, đừng có nghe ai rồi rủi rồi có chuyện gì thì lấy ra trong cho nhà băng ra mà lo cho thân mình, đừng nghe người ta, nghe không? Dạ. Ủa giờ chị Thủy Chung có gần ở chợ chị không hay là đang đâu? Thủy Chung đâu, hiện giờ đâu? Chị Thủy Chung. À, vậy để em gọi chị Thúy Trung coi chị Thúy Trung có nói chuyện không? Vậy anh giúp giùm em nha, em điện cho cô em cái.
gìn sức khỏe. Ủa, vậy thì bạn nha, có gì con liên hệ với anh Lộc. Liên hệ. Dạ, con sẽ gửi tiền cho anh Lộc, anh Lộc đưa cho cô Út nha. Ok. Dạ. À. Nhớ con đúng không? Hả? Nhớ con đúng không? Dạ, yeah. Cũng nhớ, nhưng mà tại vì nó là con trai, nhưng cô mất đang tu hành, cô phải lo cho cái thân cô trước, cô lo để mà cô về trời, để mà thỉnh thị, rồi cô mới lo cho hai đứa nhỏ sau. Cô mất tu. Nhưng mà cô nhớ con đúng không? Mất mất nè. Cô nhớ. Nhớ. Dạ, bây giờ để em điện ra cái Facebook cho chị Thủy Chung và chị Thủy Chung bắt không nha. Dạ, ok. Dạ, ok. Chị có chị muốn nói lời gì cuối với lại cô Út không? Dạ, cô Út giữ gìn sức khỏe nha không? Rồi con sẽ liên hệ với anh Lộc. Dạ, con sẽ kết nối giờ nữa, con sẽ thăm thường xuyên cô Út nha cô Út. Ừ. Dạ. Con chào cô Út. Ừ. Dạ. Yeah. Ok, dạ. Để em gọi cô chị Thí Chung cái nha. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Cô Chung, cô Phượng còn nhớ không? Không thấy được. Em Phượng đang nói với chị Phượng. Trời, không biết có bắt điện thoại không đây. Không có thấy trên lên mạng. Cô Phượng lạnh, ngủ gì lạnh không? Dạ. Dạ. Ngủ hả? À, ngủ đây lạnh không? Không lạnh hả? Không. Rồi, chắc không bắt phone rồi. Chắc không có bắt phone rồi. Giờ hổm giờ có ai tới giúp đỡ cho cô gì chưa? Không có thấy. Chưa hả? Vậy hả? Đâu trời, mà cũng thấy người nào hết trơn. Giấy tờ mà đưa, giấy tờ cũng thấy là đưa. Dạ. Giờ tối con ngủ quá rồi, 63 tuổi. Tôi định nói giờ chú giúp đỡ giúp. Mình 63 tuổi rồi, mình xin cái giấy tờ mà để mà tùy thân hả, cái ID á hả? Cái giấy để mà hội người già đó, để mà người ghi, để mà có cái tiền già đó. À, thì giấy tờ đó giúp. Dạ, muốn thì phải có cái địa chỉ để em sẽ bàn với lại coi coi Bích Vân có mướn được cái phòng nào cho cô Phượng ở hay không. Mình phải đi xe phòng, mình có cái địa chỉ thì mình mới xin dễ hơn. Vậy lúc đó mình sẽ xin cái tiền già nó dễ lắm. Dạ. Bây giờ không có gọi được cô Thủy Chung. Để Vậy là không gọi được hả? Cô em ngủ hình như chưa có dậy, gọi hoài không có được. Vậy không hả? Vậy chắc dịp dạ. Khác à. Em cho em nói chuyện cho em chút xíu dạ. Được không? Cô Út ơi, cô Út còn nhớ ông Năm Thiện với ông Sáu Mục Xích không? À, nhớ. Hai người đó mất rồi. Chưa. Dạ cô Út biết không? Biết rồi. Sao cô Út biết vậy? Cô Út rồi cô Út đi như vậy bao lâu rồi? Lâu rồi. Nhà mình đâu? Nhà hả? Dạ, nhà bà nội để lại á. Bán lâu rồi. Trời ơi, cô Út ơi, con gặp cô Út hôm bữa con khóc quá trời luôn. Con điện qua cô An Ngọc con khóc khủng khiếp luôn. Con điện qua Toronto á. Rồi cho bao nhiêu tiền? Dạ, con cho cô Út $500 nha. $500? Được không? Dạ. Được không, để tiền xài xong rồi cho dữ vậy. Thì con cho cô Út qua rồi anh Lộc đưa cho cô Út từ từ. Được không? Đưa từ từ. Đưa cô Út lần $100, $100 là cô Út xài hết thì anh Lộc đưa nữa, được không? Mày tuổi tao cô nít 1-2 tuổi mày. Mày điếng mày. Vậy hả?
Phước có xa không? Không có xa. Dạ. Ừ. Không có xa gì hết á. Dạ. Tại con không biết. Có bao nhiêu tiền thì đưa cho, còn không có thì thôi. Dạ. Nhưng mà con mừng quá, biết cô Út nhận ra được con. Cô Út nhận được con không? Nhận được. Trong dạ. Cái trường. Dạ. Con trưởng Út không quan tâm tới cô Út luôn hả? Không có ở nhau lâu rồi. Dạ. Đúng rồi, tôi già rồi. Cô Út mấy năm trước con có gửi tiền cho Út Liễu trồng qua cho cô Út nữa đó. Út Liễu. Út Liễu. Bùi Thị Ngọc Liễu. Bao nhiêu tiền? Lúc đó là hình như là 500 đô mà Út Liễu có gặp cô Út. Lúc đó là cô Út chưa có bán nhà. Không có. Có gặp nữa là cô Út chưa có bán nhà. Lúc đó là nhà còn. Vậy là không có. Nói chuyện. Cô Út con không muốn nói gì thăm ba mẹ con hay bác hai gì hết hả? Cái này là ở miền Bắc. Ở miền Bắc. Gửi lời hỏi thăm. Gửi lời thăm. Cô gửi lời dạ. Thăm. Dạ. Dạ. Cô đang tu ở... Đang ở xa. Cô đang tu. Mày gửi cho cô cái tấm hình của con. Ta nói vậy. Giờ anh chụp cái này. Cho tôi cái tấm hình. Chụp lại tấm hình này ha. Dạ. Chờ để em screenshot lại. Rồi cho em cái tấm hình của nó. Dạ chụp lại rồi. Cho cái tấm hình ở ngoài. Ta con cái đó là con phải in ra con mới đưa cho cho. Dạ. Con về con in ra con đưa cho dạ. Cô okay. Giữ. Ok chị có nói gì nữa không trước khi em kết thúc không? Thôi khỏi, có cái gì thì các cái chú đây nhờ giúp đỡ giùm, lại đây được rồi. Dạ. Rồi, con mới bay cô Út. Ờ, bay. Phải take care yourself. Phải take care dạ. Mình. Phải lo bản dạ. Thân mình, đừng có nghe lời ai nha không? Dạ, con nghe lời ai hết. Tiền để nhà băng của mình. Ừ, phải lo cho bản thân mình. Để dành. Dạ. Đừng có cho con mày tiền nhiều rồi đủ không có dạ. Tiền rủi có chuyện gì rồi không có tiền lấy ra xài dạ ok đáng giữ okay. Gìn dạ đáng giữ gìn sức khỏe dạ cảm ơn cô Út ok em cảm ơn chị nhiều nha có gì thì cứ liên lạc em cúp nhanh quá. Ê, giờ tối con ngủ đây có lạnh không mỏi giò quá. Có mền hết. Con ngủ ở đâu? Đừng có lo. Con ngủ ở nào? Cô nằm đâu con ngủ? Có cô ghế bố. Có ghế bố hả? Ừ. À. Tôi tu hành từ ở dưới đi lên chứ không dạ. Phải là dạ. Một bước mà nhanh chóng mà đi lên trời được. Không dạ. Rồi con có chút quà con gửi cho cô. Dạ cảm ơn. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ. Rất là nhiều. Thì dịp khác có chị Bích Vân hay là người gia đình cô có cơ ở nhà giả gì thì con sẽ tới tìm cô tiếp nha. Rồi con chúc cô sức khỏe mạnh giỏi nha. Dạ, ok. Dạ, cảm ơn cô nhiều. À, vừa rồi các bạn vừa xem xong cái cuộc nói chuyện với chị Bích Vân và cô Phượng. Chị Bích Vân hiện tại là ở Việt Nam. Em ngồi nãy giờ tay chân giờ đi cà nhắc đây nè. Dạ, cũng cảm ơn em Long đã quay cái đoạn clip này. Cảm ơn Long nhiều lắm nha. Dạ. À, em xin kết thúc cái video tại đây. Và nếu có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký. Nhớ bấm like, bấm share và bình luận luôn nha. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye. Nè bye nè. Bye bye mọi người.